Chào mọi người ghé thăm vào blog tin của Thi Thi nha. Hôm nay thì mình sẽ đề cập đến một vấn đề mà khá là bổ ích trong cuộc sống. Đó là cách để chúng ta có thể nhận biết được ra 5 kiểu người mà những kiểu người này chúng ta hạn chế chơi. Các bạn cũng biết mà, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Chơi với những người tốt chúng ta cũng được tốt theo, còn chơi với những kẻ xấu thì tất nhiên một hay nhiều thì chúng ta cũng sẽ ngắm một chút xíu nào đó tính cách của những người này. Vậy thì những người nào là những người mà chúng ta hạn chế chơi? Thứ nhất là những kẻ lắm điều. Những kẻ lắm điều là sao? Có nghĩa là những người đó họ thích tạo ra những niềm vui từ nỗi bất hạnh của người khác, lôi chuyện của người ta ra kể như một cách để tạo ra niềm vui. Đơn giản, nếu mà tám chuyện một hai lần hay tám cho vui, tám cho qua ngày qua tháng thì chúng ta không nói. Mà ở đây là họ trở thành một cái thói quen luôn rồi. Họ thích nói chuyện, xăm soi chuyện người này, xăm soi chuyện người kia. Thậm chí những người đó chẳng ảnh hưởng gì tới mình, nhưng người ta cũng đặt thêm điều phán xét này nọ này kia vào để cho câu chuyện nó hấp dẫn hơn. Mà con người chúng ta thì lại có cái tính hiếu kỳ. Nghe ai đó kể chuyện thì chúng ta lót dép hóng ngay. Các bạn biết đó, nếu mà chơi với những người này nhiều, tự nhiên chúng ta cũng bị lây luôn cái thói xăm soi này. Chúng ta cũng thích đi rêu rao kể chuyện này chuyện kia của người nọ người kia cho người khác nghe. Điều đó là một cái tính xấu sẽ làm cho bạn trở nên mệt mỏi, chứ kể là chúng ta có thể vô tình làm đau người khác. Có quá nhiều thứ trong cuộc sống để chúng ta có thể học hỏi, thay vì chúng ta bỏ thời gian vô ích ra để kể chuyện xăm soi nói xấu người khác, đúng không các bạn? Và kiểu người thứ hai, kiểu người thứ hai mà mình nhắc đến ở đây, mình đặt tên cho là kiểu nạn nhân. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là họ cũng buôn chuyện, cũng tâm sự, nhưng mà không phải chuyện của người khác mà chuyện của bản thân. Và họ luôn là những nạn nhân trong câu chuyện đó. Đây là một kiểu khó nhận ra các bạn ạ. Bởi vì nếu như chúng ta nghe một người bạn tâm sự về những bất hạnh của mình thì chúng ta không thể nói họ là người xấu được. Nhưng mà những người này thì từ từ chúng ta mới nhận ra. Đó là chúng ta sẽ nhận thấy là theo thời gian thì lúc nào người ta cũng cần có thời gian để chia sẻ những nỗi niềm của bản thân. Kể cả những việc nhỏ xíu và cũng không đáng để nói, người ta cũng kể ra. Và có một điều không hay trong những câu chuyện này, đó là họ luôn đổ lỗi cho người khác, còn mình luôn là nạn nhân. Thay vì có thể nhìn nhận hai chiều và nhận ra đâu đúng đâu sai, và lấy những cái đó làm động lực, làm những cái kinh nghiệm trong cuộc sống để vươn lên, thì họ cứ đổ thừa cho người này người kia, và bản thân lúc nào cũng chỉ là nạn nhân, và họ u sầu với điều đó. Bạn biết không, chơi thân với những người này chúng ta không học hỏi được cái gì mạnh mẽ tốt đẹp, mà chúng ta chỉ rước thêm những cái không hay phiền não vào người, chứ kể bạn trở thành một cái thùng rác cho người ta trút bỏ những nỗi niềm. Và các bạn biết đó, khi mà tiếp xúc với những người này quá nhiều thì chắc chắn sẽ có những mâu thuẫn xảy ra. Và lúc đó thì chính các bạn sẽ là nhân vật phản diện trong câu chuyện của người này. Và kiểu người thứ ba mà mình nhắc đến, đó là những người có tính ích kỷ, chỉ biết quan tâm đến bản thân và sẽ ghen tị với những thành tựu của bạn bè. Các bạn biết không, những bạn mà ích kỷ thì rất là dễ nhận biết. Ví dụ như là trong một cuộc trò chuyện, khi mà bạn nói ra thì người ta không quan tâm mấy, thay vào đó thì người ta cứ luyên thuyên kể những câu chuyện của bản thân, chứng tỏ là họ không hề quan tâm tới những câu chuyện của bạn đâu, họ chỉ biết tới bản thân mình thôi. Vì vậy mà những lúc mà chúng ta có những thành công hoặc là hơn hẳn người đó thì người đó sẽ rất là không ưa, họ ghen tị mình lắm. Và những người này thường thì người ta suy nghĩ là làm sao mà nhờ vả được bạn bè nhiều thôi, chứ ít khi mà người ta nghĩ là mình sẽ phải giúp đỡ bạn bè. Kiểu người thứ tư mà mình nhắc đến ở đây là những người gian xảo, mà mãnh và tính toán. Nghe tới gian xảo và mà mãnh là thấy sợ rồi đúng không? Lại còn tính toán với mình nữa chứ. Những người này thì dễ nhận biết lắm các bạn. Kiểu như là bạn bè với chơi với nhau mà mình mời nó thì được, chứ nó mời mình thì có vẻ hơi khó. Hay là có mời lại cũng tính xem là ở bữa ăn này có vẻ như là ít tiền hơn hay đắt tiền hơn so với bữa ăn lần trước nó nhận được, kiểu vậy đó. Những người bạn mà biết tính toán này thì họ thường rất là khôn ranh. Họ có thể nắm bắt được là mình thích cái gì và cái gì chiều lòng mình, làm cho mình vui, để người ta có thể mua quà tặng mình cho mình vui, sau đó thì người ta sẽ nhờ vả lại nhiều thứ hơn. Nói chung là cái gì cũng tính toán. Các bạn biết không, những người như thế này thì khá là tinh ranh và khôn ngoan, và chúng ta cũng có thể học được nhiều thứ từ những người như thế này. Tuy nhiên thì để không bị lợi dụng quá nhiều thì các bạn cũng phải thuộc tầm là ngang cơ thì chúng ta mới chơi được. Kiểu người thứ năm, những kiểu người này đó là kiêu ngạo tự cao. Các kiểu người này thì dễ nhận biết lắm các bạn.
Tự tin thì tốt, chứ tự cao á, thì người ta gọi là tự tin mà theo dạng là thái quá. Những người mà rất chút mà tự cao, tự tin cho bản thân quá thì người ta gọi là hơi tự tưởng. Còn những người mà thực sự họ họ giỏi thiệt nhưng mà họ tự cao lắm thì chúng ta rất là dễ nhận biết, đúng không nào? Các bạn có thể chú ý kiểu như những bạn học giỏi trong lớp hay là những người mà thành công trong cuộc sống á, họ không thích chơi với những người mà thấp kém hơn, những người kiểu mà không thành công bằng họ, vì họ coi là thuộc dạng là khác đẳng cấp, không chơi được. Các bạn biết không, đối với những người mà họ khá là giỏi giang và thành công trong cuộc sống và có cái tính tự cao tự kiêu này á, thì cũng chẳng cần tới việc mà mình không chơi với họ đâu. Mình nghĩ là họ cũng chẳng chơi với mình ngay từ đầu rồi, bởi vì họ sợ mình nhờ vả. Vì vậy các bạn cũng không cần phải bận tâm với những người này. Còn việc á, mà mình cũng thuộc dạng là hơi ngang cơ với họ á, thì mình nghĩ là lúc đó các bạn cũng đã quá thông minh sáng suốt để chúng ta biết cách đối xử với những người này như thế nào rồi. Các bạn ơi, thì đã liệt kê xong 5 kiểu người mà được gọi là có tính xấu. Việc đầu tiên sau khi chúng ta xem video này đó là tự xem lại bản thân mình liệu có thuộc một trong 5 trường hợp trên hay không. Sau đó thì chúng ta mới nhìn tới những người xung quanh mình liệu xem ai có giống như trên, và tự biết điều chỉnh lại mối quan hệ giữa mình và người đó để làm sao cho bản thân mình không bị thiệt thòi và bị lợi dụng nhiều. Hy vọng là những thông tin trên có thể giúp ích gì đó trong cuộc sống cho các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.